Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit, hôm nay ngày 10 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào. Chuyến thăm kéo dài trong 2 ngày là từ ngày 10 tới ngày 11 tháng 4. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn nước bạn Lào anh em là quốc gia thăm chính thức đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trước sau như một, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Điều này cũng cho thấy tính chất đặc biệt có 102 trong quan hệ giữa hai nước, cho thấy nỗ lực của hai đảng, hai nhà nước trong việc duy trì đà phát triển quan hệ song phương. Dự kiến trong thời gian thăm Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dự lễ đón chính thức, hội đàm và cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào, tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào Việt Nam và dự chiêu đãi chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp một số đại diện cộng đồng Việt Nam tại Lào. Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết là theo dự kiến, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 4 và bế mạc vào ngày 11 tháng 4 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023, xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Về công tác khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Sáng ngày 8 tháng 4, tại thành phố Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ phát động phong trào chỉnh trang đô thị năm 2023 nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương. Buổi lễ được trực tuyến đến điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố. Hơn 500 đoàn viên thanh niên của các sở ban ngành của các tỉnh đã tham gia. Với vai trò là một trong những địa phương có tiềm năng du lịch lớn của vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không ngừng đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan và không gian sống hiện đại văn minh cho người dân và du khách. Bộ mặt đô thị của tỉnh đã có nhiều chuyển biến, ý thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng được nâng cao, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi làm đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trước hết là làm sạch đô thị, từ trong ngõ hẻm, đến từng nhà dân, ra đường phố chính và tất cả các khu công cộng, các bãi biển để phục vụ cho việc thu hút khách du lịch. Thứ hai là làm cho người dân có ý thức cao hơn trong việc làm đẹp đô thị, làm đẹp chính cái ngôi nhà và chính cái nơi mình đang sống. Để phát triển du lịch bền vững, Bà Rịa Vũng Tàu cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và phục vụ du khách. Đó là những yếu tố quan trọng để tạo nên một điểm đến du lịch hấp dẫn và đẳng cấp. Quan điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là phát triển du lịch chất lượng cao. Chất lượng cao ở đây có nghĩa là trong tất cả mọi cái sản phẩm du lịch, mọi cái hoạt động, mọi cái chương trình, mọi cái quy trình phục vụ đều phải nâng cái tầm chất lượng nó lên, và đã xác định một trong những cái mấu chốt đó là phải đảm bảo về cái môi trường để cho cái du lịch hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách.
Ngay sau lễ phát động, đại diện các sở ngành cùng gần 500 đoàn viên thanh niên đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển bãi sau, dốc Nghinh Phong, tuyên truyền cho người dân và du khách không xả rác bừa bãi, bỏ rác và sọt rác. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực làm đẹp đô thị như bóc gỡ biển quảng cáo dán trên cột điện, tường nhà, dọn rác, phát quang bụi rậm trong khu dân cư, trồng hoa cảnh. Nhằm giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tỉnh Hà Giang vừa tổ chức tuyển chọn cung ứng lao động đi làm việc tại tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc. Theo thỏa thuận cung ứng lao động đã ký kết, quý 1 năm nay, huyện Boyun, tỉnh Chungcheongbuk có nhu cầu tuyển dụng 64 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, mức lương áp dụng theo mức lương tối thiểu của Hàn Quốc. Qua rà soát và tổ chức tuyển chọn tại các địa phương, tỉnh Hà Giang cung ứng được 45 lao động người dân tộc thiểu số theo yêu cầu phía đối tác. Các lao động Hà Giang sẽ được cam kết tạo điều kiện làm việc tốt nhất và hưởng chế độ bảo hiểm, lương thưởng và phụ cấp làm thêm giờ như lao động nước sở tại. Từ nay đến hết năm 2023, phía Hàn Quốc thông báo sẽ tuyển từ 100 đến 150 lao động Hà Giang và ưu tiên làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 4, số 5 và hoàn lưu của bão tại Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, dự án cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế triển khai từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Các dự án đã góp phần hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho gần 50.600 người dân được hưởng lợi với các hoạt động như sửa chữa nhà, phiếu đi chợ tại siêu thị không đồng, hỗ trợ sinh kế, cấp phát tiền mặt không điều kiện, truyền thông về nước sạch và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp.